Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về video và cái ảnh miễn phí ở trong Filmora nhé, mà bạn có thể tải được và bạn dùng làm b-roll hay là dùng làm gì cũng được. Mình sẽ đi về chi tiết một tí về cái bản quyền của nó ấy, để cho các bạn kiểu chắc chắn đấy, các bạn có thể sử dụng cho kênh YouTube của bạn mà không phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Tại vì có rất là nhiều các bạn thì dùng nhưng mà vẫn kiểu phân vân ấy, không biết là có nên dùng hay không, hoặc là có dám dùng hay không ấy, sợ bị đánh bản quyền các thứ. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào Filmora nhé. Filmora này nó có cái gọi là Stock Media. Mình ví dụ mình tạo một cái dự án mới, mình chỉ cho các bạn, chỉ cho các bạn về cái tính năng bản quyền của nó. Ok, ví dụ chẳng hạn khi mà bạn làm video YouTube ấy, hoặc là kể cả bạn làm mấy cái dự án thương mại cũng được, bạn có thể đi đến cái phần Stock Media. Stock Media này nhé, để mình tắt cái quảng cáo này đi. Trong cái này thì nó sẽ có mấy cái kho, một là kho Pixel, hai là kho Giphy, ba là Pixabay và Unsplash. Thì tất cả các cái kho này nhé, các bạn đều có thể tải về và bạn dùng làm b-roll, hoặc thậm chí là bạn ghép video lại xong rồi chèn nhạc các thứ, chèn chữ các thứ, bạn làm video cũng được, ok, người ta đều đồng ý hết. Ví dụ ở cái kho Pixel này chẳng hạn, ở đây có phần video và ảnh nhé. Ví dụ video thì bạn muốn dùng cái nào thì bạn tải về, ví dụ cái này nhé, cái HD này mình tải về chẳng hạn, kích đúp vào để tải nhé. Kích đúp về đó. Đây là một cái video này. Thì có mấy cái tùy chọn cho các bạn nhé. Bạn có thể kích chuột phải này, kích chuột phải, sau bạn chọn là Review in Explorer nhé. Thì nó sẽ xem ở trên máy tính của bạn. Ví dụ mình kích vào đây, Review in Explorer. Đây là cái video trên máy tính, nó sẽ tải về cái chỗ này. Đây là đường dẫn, các bạn có thể dùng nó bất kỳ ở đâu cũng được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn có thể xem cái thuộc tính, bạn kích chuột phải, bạn chọn Property. Thì sau khi các bạn kích vào thuộc tính ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần copyright này nhé, tức là phần bản quyền. Bạn kích vào đây này, pixel.com chấm gạch chéo license, thì bạn kích vào đây. Bạn kích vào đây bạn sẽ đọc được cái bản quyền của nó nhé. Đây là Legal Simplicity, tức là bản quyền gọi là rút gọn. Trong này là những cái gì được cho phép này, what is allowed. Tất cả các cái ảnh và video ở trên Pixel đều miễn phí để sử dụng và không yêu cầu bạn phải ghi công nhé. Nhưng mà tuy nhiên là nếu như là bạn mà dùng nhiều ấy thì bạn ghi công dẫn nguồn đến Pixel thì ok, người ta hoan nghênh cái đấy. Và bạn có thể modify, tức là bạn có thể chỉnh sửa video, rồi tức là làm gì làm, nói chung là bạn thích làm gì làm. Đó là Pixel, đó là phần allow. Và cái nào mà không được phép, trong này không được phép thì các bạn sẽ không, đúng lại là các bạn không được bán lại các cái video ảnh mà bạn tải về. Ví dụ bạn không được tải lên các cái nền tảng khác, nền tảng miễn phí khác. Hai nữa là đây, don't redistribute or sell the photo and video on other stock photo or wallpaper, tức là những cái nền tảng nó kiểu cung cấp các cái hình nền miễn phí các thứ ấy. Don't sell unaltered copy of photo. Nó đúng lại là các bạn không được bán và kiểu up lại sau đó đem bán. Đấy là cái điều khoản là các bạn không được phép. Thế còn nếu mà các bạn đưa video vào, bạn làm YouTube này, làm nội dung giáo dục, hoặc là chèn vào vlog này, làm b-roll, làm tất cả cái gì đều ok nhé. Đây là cái Pixel. Đây mình cho các bạn xem cái Pixabay. Các Pixabay các bạn làm tương tự thế. Pixabay các bạn cũng tải về. Để ví dụ bạn tải cái video này nhé. Đây để mình kích chuột phải, nó hơi bị nháy một tí. Bạn xem property, sau bạn nhấn vào chỗ này pixabay.com/license, nhấn vào đây. License, sau đó nó cũng cho bạn hai cái tùy chọn là cái gì được phép và cái gì là không được phép. Ở đây Pixabay nó ghi chi tiết hơn là tất cả các cái nội dung bao gồm ảnh, video, nhạc ở trên Pixabay thì đều có thể sử dụng cho commercial và non commercial, tức là cho thương mại hoặc là không thương mại. Còn cái phần mà không được phép thì bạn túm lại là bạn không được bán lại và bạn không được kiểu dùng cái nội dung này để đi kiểu lừa đảo người khác các thứ, mislead information các thứ. Ok, đấy đơn giản thôi. Đấy là mấy cái kho video và ảnh miễn phí mà các bạn có thể dùng ở trong Filmora, dùng để làm video, dùng thoải mái. Nhưng mà nói túm lại để chắc ăn thì các bạn trước khi dùng ấy thì các bạn nhớ xem thuộc tính và sau các bạn đi đến cái phần bản quyền. Các bạn xem nếu như mà nó không cho phép thì các bạn thôi đừng dùng. Còn đa số ấy, đúng lại là 99% của cái Pixel và cái Pixel và cái Pixabay thì đều được dùng ok. Mình vẫn dùng trên kênh YouTube của mình bao nhiêu năm nay chả thấy có vấn đề gì cả. Ok, video này đơn giản thôi, cuối tuần là làm cái ngắn nhé, để các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.